na sứa Đài Loan có hương vị thơm ngọt ngào, thịt mềm, có các mắt na to, khá mịn và trơn với các hạt khá nhỏ. Ngược lại với các loại na thông thường khác, na Đài Loan khi chín, lớp vỏ vẫn giữ màu xanh đẹp đẽ hoặc hơi ngả vàng. Trung bình một quả na có trọng lượng từ 500 đến 800 gram. Cá biệt có quả to lên đến 1 kg trên một quả. Hiện giá na sứa Đài Loan có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng trên 1 kg. Trung bình một cây có thể cho từ 20 đến 30 kg quả trên một cây. Một ưu điểm đặc biệt nữa của cây na sứa Đài Loan là nếu trong điều kiện mùa đông, nhiệt độ, độ ẩm thấp thì quả vẫn phát triển bình thường, không chịu tác động của điều kiện thời tiết. Trong khi đó, đối với cây na dai, na bở bản địa thì sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn ngủ nghỉ, quả trên cây phát triển rất chậm và dễ bị nứt. Hiện nay, giống na dứa Đài Loan đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh trồng, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với nhiều vùng đất. Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã cấy ghép thành công giống na dứa Đài Loan này với tên giống là na QN-1 và được Cục Trồng trọt công nhận.